Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, Bắc Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Minh tội nhận hối lộ. Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cựu cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, với cáo buộc đã nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oleo. Tối ngày 19 tháng 12, trao đổi với báo Thanh Niên, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cựu cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Và theo Trung tướng Tô Ân Sô thì các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Minh đã được thực thi và sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Trung tướng Tô Ân Sô cho hay đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oleo, viết tắt là công ty Xuyên Việt Oleo, và một số cơ quan tổ chức có liên quan. Trong vụ án này thì trước đó cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Xuyên Việt Oleo, và bà Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc công ty này, cùng với tội vi là quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Gần đây thì cơ quan an ninh điều tra khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác trục lợi. Và đó là thông tin ngày hôm nay. Anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký vào chương trình nhé.